Cảm ơn các bạn đến với Đời Sống Muôn Màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của Đài Phương Trang. Bài hát mang tựa đề là Đời Tôi Cô Đơn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tám Má. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.